con chim sika đúng không? Chim non mới bắt trên ổ xuống 2 ngày, còn hơi nhét nhưng mà đang thuần cho nằm trên tay. Coi ra lòng nè, còn hơi lạ tí xíu ha. Mắt nó nằm xuống, nằm xuống, nằm lại vuốt nó. Đích cầu. Thì tính nào à, con này là mới mua 2 ngày ở trên Gia Kiệm Đồng Nai gửi về, chim bắt trên rừng luôn nè. Đang chỗ lòng đúng không? Đứng được không? Có đứng được không?